Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm STPP. STPP có tên gọi khác là sodium tripolyphosphate, xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách đóng gói, bao 25 kg. Công thức hóa học Na5P3O10, tồn tại ở dạng bột không mùi, có màu trắng và dễ tan trong nước. Ứng dụng của STPP trong ngành thực phẩm, được sử dụng với vai trò là chất bảo quản trong nước giải khát, giúp duy trì màu sắc tự nhiên của thịt và cá, làm giảm độ nhớt của nước trái cây, làm mềm đậu Hà Lan cũng như đậu Lima, làm tăng chất lượng cho thực phẩm đóng hộp cùng với các sản phẩm từ sữa và đậu nành. Ngoài ra, còn được dùng để sản xuất giam bông đóng hộp. Ứng dụng của STPP trong ngành công nghiệp, được dùng trong ngành công nghiệp tẩy rửa, quá trình xử lý nước, sản xuất xà phòng và bột giặt. Là chất ngăn thấm dầu trong quy trình sản xuất giấy và bột giấy. Được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ. Bên cạnh đó, STPP cũng là thành phần giúp phân tán sắc tố trong sản xuất sơn. Được thêm vào thức ăn chăn nuôi để duy trì độ ẩm. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.